Chào mừng quý khách hàng và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Trong video clip lần này thì công muốn giới thiệu đến quý khách hàng và các bạn về cái mẫu sản phẩm đầu karaoke V3 chuyên hát ứng dụng online, mà lâu nay thì công có xem một số cái ứng dụng của cái đầu V300 này. Ngoài sử dụng bằng cái tính năng điều khiển này ra thì cái đầu V300 này còn có tính năng sử dụng điều khiển được trên điện thoại. Khi các bạn sử dụng một chiếc điện thoại smartphone của mình với một cái phương thức đơn giản trên CS Play cũng như là iOS, chúng ta chỉ cần cài đặt ứng dụng của Vietka. Sau đấy thì chúng ta sẽ làm các bước như sau để công hướng dẫn cho các bạn để làm sao mà chúng ta có những cái thao tác cũng như cái chọn bài nhanh nhất có thể và tiện dụng nhất có thể để mang tới cái khách hàng và các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đầu tiên trên tay công là đang cầm cái điều khiển của cái Vietka mà hãng đã cung cấp cho chúng ta. Thì với cái việc điều khiển này rồi, chúng ta đã thao tác chọn bài cũng như ngắt bật lời ca sĩ cộng với lại cái tính năng chọn bài ở trên này. Thì chúng ta có thể cài đặt cái ứng dụng đấy trên smartphone của mình. Đầu tiên thì công sử dụng cái điều khiển này để bật chiếc đầu B300 đây. Đầu B300 công đang bày đây. Trên điều khiển thì có nút tắt bật nguồn luôn. Các bạn chờ khoảng 30 giây đầu khởi động xong nên thì chúng ta sẽ sử dụng cái việc cài đặt này trên điện thoại và sử dụng trên điện thoại của mình. Nóng thế. Sau khi khoảng tầm 10 đến 20 giây thì màn hình đã được khởi động lên và công năng kết nối với một chiếc TV. Thì sau đây chúng ta sẽ vào cái phần công năng sử dụng một chiếc điện thoại của iOS, thì chúng ta sẽ vần về để tải ứng dụng Vietka về. Thì như bây giờ thì công đã tải sẵn rồi, đưa về đây. Đây là ứng dụng Vietka. Thì sau khi mà tải về rồi thì chúng ta sẽ cần những thao tác trước khi sử dụng bằng cái điện thoại này, bằng việc là chúng ta sử dụng điều khiển. Chúng ta sẽ kích OK vào màn hình karaoke. Khi này chúng ta đã chọn bài, ví dụ vào mục bài hát, tên bài hát. Chúng ta sẽ chọn bài hát bất kỳ. Chọn bài hát bất kỳ. Đây công đã chọn khoảng 4 bài hát. Thì các bạn nhìn thấy trên đây có một cái nút mouse. Đây có bàn phím, cái biểu tượng của cái ngón tay chỉ. Thì chúng ta di chuyển, bật nó lên và chúng ta di chuyển cái con trỏ này lên cái phần biểu tượng của cái điện thoại. Sau khi chúng ta đưa về cái điện thoại này rồi thì chúng ta ấn OK. Trên này nó sẽ hiển thị một cái mã QR code và cách hướng dẫn, có 3 cách hướng dẫn cho các bạn. Từ download đến kết nối wifi đến mã QR code này hiển thị. Thì chúng ta mở ứng dụng của mình lên. Chúng ta vào cái biểu tượng quét scan mã QR code và quét mã QR code. Bây giờ công sẽ hướng cái điện thoại của mình để quét lên màn hình cái mã QR code này. Đây các bạn, ghép nối đã thành công. Đấy. Như vậy bây giờ tất cả các tính năng sử dụng chọn bài hát cũng như là qua bài chuyển bài về phần điều khiển và phần cài đặt ở trên đây nó đều có. Như vậy thì cái việc mà sử dụng bằng cái smartphone của mình không rất là tiện cho các bạn khi các bạn di chuyển trong cái phòng nhà mình, phòng khách, phòng ngủ hay là bất cứ phòng nào mà chúng ta đang đặt chiếc đầu karaoke B300 này để thuận tiện nhất cho các bạn sử dụng. Như vậy cái việc bây giờ thao tác chọn bài nó là một cái rất là đơn giản cho các bạn, thay vì chúng ta sẽ tìm kiếm bài hát thủ công trên cái điều khiển này thì bây giờ chúng ta có một cái smartphone để chúng ta chọn bài. Chúng ta chọn rất là nhiều bài. Đây. Đấy. Và cái đây là cái list bài hát mà các bạn đã chọn. Đây. Ví dụ chúng ta muốn ưu tiên cái bài cuối cùng lên, Bạc Trắng Tình Đời này lên, chúng ta có thể đẩy nó lên. Đây. Đấy, nó sẽ nằm sau cái bài mà đang hát. Đấy. Như vậy thì vừa rồi thì công cũng đã hướng dẫn cho các bạn cái việc mà chọn
kết nối được giữa điện thoại với cái đầu karaoke Vietka D300. Đấy, rất là nhanh, rất là đơn giản. Vừa xong thì Công đã hướng dẫn cho các bạn cách và kết nối cái điện thoại smartphone của mình hiện tại đang có với cái đầu karaoke Vietka. Thì mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng và các bạn, vui lòng để lại cái comment bên phía dưới của sản phẩm, để đội ngũ nhân viên kỹ thuật cũng như đội ngũ nhân viên kinh doanh của HD Radio chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng và các bạn một cách chi tiết và chính xác nhất. Còn bây giờ thì quý khách hàng có thể like, subscribe cho kênh của HD Radio để chúng tôi có nguồn động lực để chúng tôi làm những cái video tốt và hay nhất để gửi tới quý khách hàng và các bạn. Còn bây giờ thì Đức Công xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các bạn trong những video tiếp theo.